nhớ cho đặt cái là còn cái husband ấy hết nè mà nó là chị cứ nó phở nó là tứ li lo tại chị mang chờ khi phở chị cứ nó phở nó là cái tại nó giữ tại phở nó cũng ông chị sắp là cô lép luôn chứ kia là còn ấy nè Come Lord Jesus be our guest, that's the food from which you bless. Amen. Amen. Kia là còn ấy thế nè. You're not gonna say hi to my friend. Hi. Rồi, tại nó hả nãy. Why is it hard? Chị, lần thứ nó phở. Chị cũng mô ở bây tư khả mẹn thế, sau giờ giống đầu ư mình nhẹ chỉ chân gái ư thế lọ, ổn này chân đầu nè. Ổn này chân đầu, ổn này chở sau giờ giống thế, hay là giờ giống chân gái ư thế, cũng mô ý tư nữ cũng nô nô tè. Cô bó mô Facebook này, ok? Cô tứ sau té hay té của mua cơ tại xin mà nuôi chờ đặt cái tại của kia thế này à thì của tứ Facebook kìa cô sau anh tại mấy cái hồ té ban núi nhà nó nè kế các bạn tàu nên là chỉ có những bỏ cú chỉ có những cho của tôi husband này đúng không kế tập cộng anh ấy nó phải cá thôi nè ư chè nó phở nó khó nói giúp bé xí ư chè như nó phở nó khó pia nó khó bóng nó phở nó khó pia nó khó bóng ta chè nó ngay chì ta chè nó có tên đồng nó phở tùa nó khó bóng tùa nó khó bóng tùa ta chè tê thở chè cú nó phí xạ kết nó bởi gửi chè là cá nó phở nó khó bóng xưa ư nó năng ta ư hò chì yêu ạ, ưu mà rất trò ạ, nó nhìn nó tàn lý hả? Chị ghi nó có cá đi, nó tàn lý xứ. Yummy baby. Ủa châu đó, châu lăng châu tù châu ưu thia, subscriber ưu trong YouTube nè, kế cú ba nè chậu ư thế, đây tu nay cú hệt thế nay chậu cú lời và cú ba chậu nay thế nào là cú tới ba chậu nè thế na em ở trong đâu na, cú chè cú phan cực khứ quá hao lử cái chè, bây lúc company mình bê gì thế này ạ, mình bê gì gì bây giờ xa nu trâu nu chè cú chi mất sẽ hờ mũ mũ nói về cụ thể chỉ thay đó nên sai om chỉ do tiền đầu tư thay này chỉ do thay nó mỏ xứ mà tiền sẽ trả với nó mỏ đầu đầu thế nên họ nên ngày sai thiên này thì lịch chỉ chú thay đó nên sẽ được sai đó. Hello. Oh, okay. Chợ đó đang là chợ do lúc xin để khi mà do cống chưa là mà cống chưa rõ quá vậy không có cái gì mà I was gonna take yours no you cannot take mine why not I like right here get it I'm full already. Really? Excuse me. What did you eat before? Nothing. Later. I'm full already. Can you eat the rest? Mm-mm. Want me to help you? Yep. Why you just say you need only a couple of bites? Can I have a spoon so I can have some juice? Too spicy though. Don't cry. I'm not a baby. You sure? Nó xà hậu quả phở nha. Nó xì theo quả của mất trong những gì em. Chỉ xà chả cái nước quả. Oh, he's gonna come home now. Mm-hmm.
What? He's getting carrot cake. Hmm? Carrot cake. For what? Food. He needs help? Yeah, he wants me to eat it. Oh. Will you eat it? Oh, that's why you say you're full now, huh? I don't know why. What kind of cake? Go get it. One more? Yep. Mình muốn phải xì hợp tà hay còn là các cái kia tại nó y tay nó lo cơ đó của tôi thằng khí phải phun nước mưa đó tại vì mà nước mưa nó không bông dễ thích chỉ tao nó phải You need more, honey? I'll eat a little bit more. You don't want me to eat more? No, I need you to eat more because I cannot finish. There's so bad, I'm lying. Look. Spicy. Mm-mm. Then I'll get you a little bit of lime. I'm not like them by them by. Oh, not that look at the lime, not strong. Can you drink it? Mm-hmm. What kind of cake he buy? Carrot cake. What? Carrot cake. Carrot cake? Mm-hmm. Okay, bye. You're leaving? Uh-huh. You don't have to put it in your hand, huh? Just like that. If you have a lot of food, then you have a lot of food. Okay, then. Thì này thì hiện tại chỉ nó chín nọ nó chế ít khóc la thì nó cho chổi nó chỉ tóc kê thì nó hết chỉ cắn nọ còn tí lông gai kê thì nữa nó kê cho nên là sai ứ nồi nó sờ mà lấy xin gì đó lúc xí hơi chén nữa em vào trong đầu rồi nó cho sai thế này cho chỗ chỗ theo sai cụ chợ thì chỉ muốn để cho ngoài một bé cho blog lên nghe subscribe cụ sư lò chỗ cụ sư lò của những dòng xe thế nhưng vấn đề sẽ đặt cho thì xin nữa ok ở trong đó ở cụ từ Facebook chị Holy Panuya nữa ok và trong đó mấy cái giờ thì lúc từ họ sáu phương như họ Facebook thế nó lần đầu luôn đây đó vì đó có mấy ít thứ phương như này nó nông này ok chị cụ thiết kia đó nó dưới ở trong đó bye bye mà xin gì đó nè.